Xin chào mọi người đã quay trở lại với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề, đó là thông điệp chỉ đường cho các bạn nha. Đây sẽ là cái thông điệp giúp có thể là cho bạn những cái thông tin cần thiết cho những cái gì mà các bạn đang bối rối phía trước. Hoặc không, đây sẽ là thông điệp ngẫu nhiên được đem đến cho các bạn, thông điệp chỉ đường dành cho bạn. Chúng ta có 3 tụ bài ngày hôm nay. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để cùng lắng nghe thông điệp ngày hôm nay nhé. Mình sẽ cho các bạn thêm 3 giây để cho các bạn lựa chọn. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước ngay vào tụ bài đầu tiên nhé. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bé Trung, chỉ biết vẽ, đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là với câu hỏi đó là thông điệp chỉ đường cho các bạn sẽ như thế nào. Thì đối với tụ bài này mình thấy nó có liên quan đến hai khía cạnh ở đây. Cái khía cạnh đầu tiên là sẽ liên quan đến công việc, tài chính, tiền bạc hoặc là học hành, mục tiêu sống, đam mê, giấc mơ nào đó của bạn. Thì mình thấy rằng là có vẻ thời điểm hiện tại mọi thứ nó đang không suôn sẻ cho lắm. Có thể các bạn có giấc mơ du học hoặc là giấc mơ muốn làm một cái gì đó, hay là muốn thực hiện một cái mong muốn nào đó, nhưng mình thấy đang có obstacle ở đây. Tức là đang có cái chướng ngại vật nào đó nó đứng chắn ở giữa đường ở đây. Chính vì thế mà bạn không thể đi được, không thể bê nó ra để tiến bước trên cái con đường tiếp theo mà bạn đi ở đây. Và chính vì thế mà cái cánh cửa của mặt tiền bạc tài chính nó vẫn đang ngược với các bạn. Khi mà nó xuôi như thế này ấy, có nghĩa là sắp tới bạn sẽ mở ra được cái cánh cửa về mặt tiền bạc tài chính. Nhưng nó đang ngược như thế này thì có thể nói rằng là cái khả năng ấy, cái tiềm năng ấy của cái việc kiếm được nhiều tiền bạc ấy, cái cánh cửa tiền bạc của bạn ấy, nó chưa được khám phá, nó chưa được khai thác, nó chưa được khơi thông. Chính vì thế mà nó ngược ở đây. Nhưng ở đây có một lời khuyên cho các bạn. Có thể các bạn đang phân vân là không biết là mình nên từ bỏ nó, hay là mình đi một con đường khác, hay là gì gì đó. Nhưng ở đây mình thấy có lá bài này. Nó nói về việc đấy chính là hãy cứ tiếp tục tập trung vào cái giấc mơ mà các bạn mong muốn. Có thể ngay bây giờ mọi thứ nó đang chướng ngại vật với các bạn, nó đang khó khăn với các bạn, nhưng không đồng nghĩa là các bạn không thể thực hiện được nó đâu. Riêng với cái trường hợp tụ bài số 1 này thì mình thấy rằng là các bạn sẽ nhận được một cái phép màu nào đó, một cái điều kỳ tích đặc biệt nào đó sẽ diễn ra với các bạn. Tưởng chừng vào những cái giai đoạn mà nó ngàn cân treo sợi tóc rồi, tưởng chừng như là bạn đã vụt mất cái cơ hội đó rồi, thì nó thực sự lại thuộc về bạn. Hãy tin tưởng rằng là cái một cái chu kỳ cũ ấy, nó đang đi đến cái hồi kết ở đây. Một cái chu kỳ của sự khó khăn ấy, nó đang đi đến hồi kết đây, nó đang kết thúc ở đây rồi. Và cái việc mà bạn cần làm đây đó chính là hãy tập trung thật là nhiều vào cái giấc mơ mong muốn mà bạn theo đuổi. Và hãy chuẩn bị hành trang đi. Sắp tới đây có lẽ là bạn sẽ nhận được cuộc gọi. Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi nào đó, một cái lời mời gọi nào đó đi về cái hướng mà các bạn đang mong muốn. Nó là những cái tín hiệu tốt đầu tiên cho cái hướng đi mà các bạn đang theo đuổi ở đây. Thì mình thấy rằng là các bạn có lá con mèo đen đây nữa, cho nên là mình thấy cái sự may mắn nó đang đứng về phía của bạn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn đợi thêm một xíu nữa thôi, mình nghĩ là nhanh thôi, rất là nhanh nữa thôi. Cái điều quan trọng ở thời điểm hiện tại đấy chính là hãy giữ được cái sự bình tĩnh. Hãy giữ được cái sự bình tĩnh. Bây giờ ai bình tĩnh bước lên là người chiến thắng ấy, kiểu thế. Cho nên là hãy giữ được cái sự bình tĩnh bình thường, từ từ đã, rồi mọi thứ tiếp theo nó sẽ đến với bạn. Và khi mà cái tin tốt này nó tới ấy, khi mà bạn thay đổi được cái tình huống, câu chuyện này, cái sự may mắn này nó đem đến cho bạn cái sự lội ngược dòng ấy, thì đừng quên ghi nhận những cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thì bạn đã đạt được cái mục tiêu đó nhá. Nhưng mình thấy rằng là bạn nên đợi thêm một chút nữa. Bây giờ mình rút thêm là đợi trong khoảng bao lâu nhá, xem có lâu lắm nữa không nhá. Cái này này, mình cảm thấy rằng là đã đến lúc rồi đấy, sắp đến lúc rồi đấy. Bạn sẽ nhận được cái lời mời gọi, lời kêu gọi để đi theo cái hướng đó nhanh thôi. Còn bây giờ thì có thể là các bạn đang đứng giữa hai dòng này. Hai dòng trong rất là nhiều vấn đề luôn ý, chứ không phải chỉ riêng công việc, tài chính, tiền bạc, học tập của các bạn đâu. Có những bạn thì phân vân giữa tình yêu và công việc luôn. Nhưng mình thấy là bạn có một cái mục tiêu nào đó để theo đuổi á, kiên định đối với nó, đừng từ bỏ nhá. Not the right time, mình thấy là trong tương lai gần thì chưa đâu. Mình thấy là phải thông qua một cái cuộc nói chuyện cực kỳ là rõ ràng đối với ai đó, hoặc là đối với cái đơn vị nào đó, hoặc là có sẽ phải có một cái sự trò chuyện nó kỹ càng, nó rõ ràng ở đây, thì bạn mới có thể vượt qua được cái obstacle này, cái chướng ngại vật này. Mình lấy ví dụ như các bạn đang xin đi du học chẳng hạn, thì các bạn cần phải trải qua một cuộc phỏng vấn. Có thể lần đầu chưa đỗ,
chưa được, nhưng mà lần thứ hai các bạn sẽ được, hay là những cái lần tiếp theo một cái lần nào đó bạn sẽ được. Mình thấy là trong tương lai gần thì nó sẽ chưa có đến, nhưng mà yeah, don't stop, đừng dừng lại ở đây. Trời ơi, đừng dừng lại mà phí hoài nhá. Hãy lạc quan về mọi thứ nó đang diễn ra ở đây. Cho nên là về cái khía cạnh công việc, tài chính, tiền bạc ấy, mình thấy rằng là bạn bạn đừng dừng lại. Mình thấy bạn sẽ nhận được một lời yes thôi. Phải no trước rồi yes sau, kiểu như thế. No trước rồi mới yes sau được. Và có như mình nói là có cái gì đấy nó gần như vụt mất khỏi bạn, nhưng cuối cùng nó lại quay về với bạn. Ở đây liên quan đến công việc tài chính tiền bạc nhá. Cái khía cạnh số 2 đây mà mình thấy rằng là chỉ đường cho bạn, đấy chính là có liên quan đến một cái mối quan hệ nào đó mà có lẽ là các bạn vẫn còn vương vấn với nó. Nhưng mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ đấy nó có sự lừa lọc, lừa dối lẫn nhau ở đây. Nó không có lành mạnh nữa rồi. Nó không còn đủ cái sự phát triển để khi mà bạn ở bên cạnh họ, bạn có thể tiến lên phía trước, có thể phát triển một cách gì đó tuyệt vời. Thì mình thấy rằng là không rồi. Nhưng mà sắp tới đây có thể bạn sẽ có một cuộc hội ngộ với cái người này, và bạn sẽ phải đưa ra cái quyết định là mình nên làm gì đối với cái người này. Có những bạn thì đã gặp cái người này rồi, đã kiểu giống như hội ngộ với cái người này rồi, có thể liên lạc trở lại rồi. Thế nhưng mà các bạn đã đang suy đi tính lại, và các bạn không biết là mình nên làm gì ở đây đây, mình nên làm gì đối với cái mối quan hệ này đây. Đó, như mình thấy, như mình nói là đây có bảy kiếm, có the devil ở đây. Thì cái mối quan hệ này này, các bạn nhìn thấy cái lá con quỷ này, các bạn biết đúng không? Ở trong cái bộ bài Secret Tarot ấy, thì là cái hình ảnh con quỷ nó xích hai cái người vào với nhau. Đây chính là biểu tượng cho hai cái người này. Đây là hình con quỷ đây. Nó đang thao túng hai cái người này, đang làm cho mọi thứ, cái mối quan hệ này nó trở nên độc hại hơn, trở nên đau đớn hơn. Hai người giày vò lẫn nhau ở đây bằng rất là nhiều những cái câu chuyện đã diễn ra. Và các bạn nhìn thấy cái hình con này không? Ông này không? Trông cực kỳ là ma mị đúng không? Nhưng mà cực kỳ cái sức quyến rũ của nó, cái sức cám dỗ của nó cũng cực kỳ là mạnh mẽ. Chính vì thế mà mình cũng không lạ khi các bạn phân vân đâu. Mặc dù các bạn biết là sai, mặc dù các bạn biết là sẽ đau đớn, sẽ mệt mỏi, sẽ tổn thương cho chính bản thân của mình, nhưng các bạn vẫn có suy nghĩ về việc đấy, chính là hay là mình quay lại nhỉ, hay là mình bắt đầu lại từ đầu nhỉ. Này khác thì cũng có thể người này sẽ trở về và dỗ ngon dỗ ngọt với các bạn rằng là họ đã thay đổi rồi, này kia các thứ gì đó. Cho nên là các bạn rơi vào trạng thái như thế này đây. Thế nhưng mà mình thấy rằng là bạn nên tiến lên phía trước. Bạn nên thông xe thôi, nên tiến lên phía trước thôi. Không nên tiếp tục dây vào cái tình huống này nữa. Nhá, không nên tiếp tục rơi vào tình huống này nữa. Và mình thấy rằng là tình yêu đích thực ấy, nó còn đang đợi bạn ở phía trước, và nó sẽ sớm đến với bạn thôi. Nhưng nó không phải là tình yêu này, bởi vì do quá là rõ ràng rồi. Các bạn thấy có quá nhiều yếu tố tiêu cực trong cái mối quan hệ này. Mình không thể khuyên các bạn tiếp tục quay trở lại với cái máng lợn này được. Nó thực sự là có trường hợp á, là các bạn có thể quay lại được. Nhưng trường hợp này thì mình thấy rằng là để mà bảo toàn được cái sức mạnh, cũng như là bảo toàn được cho cái sự an toàn, an nguy của bạn ấy, thì bạn hãy biết hành động một cách gọi là sáng suốt vào. Rồi, mình muốn xem thêm. Mình thấy là sắp tới sẽ có người đến với các bạn cơ. Đó, cái người đến với bạn, họ không màu mè hoa lá gì đâu. Họ như một cục đất ấy, họ có thể là người thuộc cung đất mà cách như xử lữ luôn. Họ nói ít mà họ làm rất là nhiều. Người này cũng là một người rất là yêu thích công việc, làm việc rất là chăm chỉ. Cái người mà sớm đến với bạn ấy, sắp đến với bạn ấy, có thể đấy chính là cái tình yêu mà các bạn đang chờ đợi ở đây. Wow, cái mối quan hệ cũ này nó đã có quá là nhiều những cái red flag, có quá là nhiều cái cờ đỏ, cái tín hiệu đèn đỏ từ vũ trụ gửi đến bạn rồi. Và một lần nữa cái lá này nó xuất hiện để nó nhắc nhở các bạn là hãy chú ý đến những cái dấu hiệu đèn đỏ mà vũ trụ đang kêu gọi bạn, đang kêu gọi bạn nhìn vào. Calling your soulmate. Mình thấy rằng là cái người mà đến sau cái câu chuyện này này, người mà đến sau cái mối quan hệ mà nó độc hại đây này, mình thấy nếu như bạn rút ra được và giải phóng bản thân của mình á, mình thấy rằng là có lẽ là các bạn sẽ gặp được cái người bạn cần gặp đấy. Cái người mà có lẽ là soulmate thực sự của bạn, mà bạn gọi họ đến bằng chính nguồn năng lượng của bạn. Khi mà bạn biết nâng lên những cái thứ mà nó phù hợp với mình và đặt xuống những cái thứ mà nó không còn phù hợp nữa. Cái mối quan hệ cũ của các bạn đây này, nó là một cái unrequited love, tức là một cái mối quan hệ mất cân bằng.
sao lại gọi là mối quan hệ mất cân bằng? Tức là có thể là có một người yêu cái người còn lại nhiều hơn, phụ thuộc vào cái người còn lại nhiều hơn. Mình không biết là ai nhá, nhưng đại loại các bạn hiểu rằng là những cái thứ mà nó mất cân bằng nó đều không tốt. Reconciliation, úi giời ơi, đấy, quả này có quay lại mà, very soon, trong tương lai rất là gần thôi. Nhưng mình thấy là thời điểm hiện tại các bạn đang như này này, các bạn đang rất là attraction, các bạn đang rất là thu hút người khác và những cái người xung quanh. Bạn có thể là đã quay về với bản thân của mình rồi, và chính nguồn năng lượng của bạn ấy sẽ gọi được calling your soulmate của bạn. Và đây có thể là true love come to me, tình yêu đích thực đến với tôi. Và mình thấy là cái tình yêu đích thực đấy có thể là nó sẽ rất là nhanh chóng đi đến một cái kết quả tốt đẹp cho các bạn cơ. Cho nên là thôi nha, nói đến đấy thì các bạn phải tự cân nhắc nha. Rồi, hai cái yếu tố vấn đề ở đây, một là liên quan đến công việc, định hướng cuộc sống, mục tiêu nào đó, đừng bỏ cuộc với nó, bạn sẽ có khả năng để đạt được. Cái số 2 liên quan đến câu chuyện tình yêu, hãy chọn cái điều á thực sự đem lại cho bạn hạnh phúc. Nói chung bạn phải có một tầm nhìn xa, bạn không thể nhìn mọi thứ ở trong tương lai quá gần. Bạn phải nhìn mọi thứ nó xa ra. Người có tầm nhìn xa là người thắng cuộc đấy. Nhá. Rồi, đó là tụ bài số 1. Chúng ta đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là thông điệp chỉ đường cho các bạn như thế nào, thì mình thấy ở đây nó cũng có khá là nhiều cái khía cạnh nhá. Cái điều đầu tiên ở đây là mình thấy cuộc sống của bạn cũng có khá là nhiều những cái cơ hội tốt đấy. Nhưng mà các bạn có thể là đang chưa nhìn nhận được cái tiềm năng của những cái cơ hội đó, nó được đem đến với cuộc sống của mình thôi. Thì đang chú ý các bạn về cái việc đấy, chính là hãy xem xét những cơ hội được đem tới trong cuộc sống của bạn ở cái thời điểm hiện tại. Bởi vì trong số những cái cơ hội đó sẽ có những cái cơ hội đem đến cho bạn cái sự thịnh vượng. Ở đây này, cái sự gì nhỉ? Cái sự thịnh vượng, cái sự dồi dào ấy, nó sẽ được đem đến trong cuộc sống của bạn trong cái thời điểm tiếp theo khi các bạn lựa chọn được cho mình một cái cơ hội tốt. Thì mình sẽ phân tích một chút về bạn. Bạn thời điểm hiện tại có thể bạn giống như một beauty queen ấy, như là cái cô gái của Chín Xu đây này. Các bạn nhìn thấy cô này rất là rực rỡ đúng không? Với tiền bạc nhiều, chín cái xu này nó đang vây quanh cô ấy, đang ở trong khu vườn của chính cô ấy, đang nhảy múa, đang cùng với cả một cái con chim rất là đẹp ở đây. Thì mình thấy rằng là bản thân bạn ấy đang khá là độc lập, tự do và đang cảm thấy khá là ổn với chính cuộc sống của bạn. Bạn có thể chăm chút cho bản thân của mình rất là tốt, rất là tuyệt vời, từ bên trong lẫn bên ngoài. Và chính vì thế mà bạn tỏa ra một cái nguồn năng lượng thu hút được những cái điều tích cực đến với cuộc sống của các bạn ở trong cái thời điểm tiếp theo. Và mình thấy rằng cuộc sống của bạn nó đang có rất là nhiều cái sự ủng hộ, cái sự ủng hộ, cái sự cổ vũ, cái sự động viên. Và mọi thứ nó đang dần dần suôn sẻ với bạn hơn rất là nhiều so với khoảng thời gian trước đây. Thực sự luôn. Và sắp tới đây nha, nếu như cơ hội đến nha, mình có một cái lời khuyên cho các bạn, chỉ đường cho các bạn ở đây. Đấy chính là hãy chọn một cái sự lựa chọn nào đấy, nó mang tính có thể hơi mạo hiểm một chút, nó có thể sẽ khác biệt nhất trong số những cái sự lựa chọn đấy của bạn. Thì hãy chọn cái điều đấy cho mình, bởi vì nó là cái thứ mà nó sẽ khiến cho các bạn kiểu giống như có một cái bước ngoặt đấy, lớn trong cuộc đời của các bạn đấy. Đó, và perfect timing. Có thể bây giờ, ngay bây giờ khi bạn xem trải bài này của mình, bạn chưa nhận ra nó là cái gì, nhưng mà hãy tin mình đi, vào một cái thời điểm thích hợp trong tương lai rất là gần nữa thôi, bạn sẽ nhận ra được nó là cái điều gì ở đây. Và mình thấy rằng là bạn giỏi lắm á, bạn có nhiều khả năng tuyệt vời lắm ở trong chính bản thân của các bạn. Và các bạn biết tận dụng những cái khả năng tuyệt vời của mình này, những cái nguồn lợi xung quanh trong cuộc sống của mình để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, mình thấy sâu thẳm bên trong bạn vẫn có một cái nỗi sợ hãi nào đó, vẫn có những cái nỗi buồn nào đó, vẫn có những cái điều gì đó tiêu cực mà các bạn chưa giải quyết được. Chính vì thế mà có lý do của cái việc là chín kiếm này xuất hiện ở đây. Đây là một lá chín kiếm xuất hiện. Và đây cũng có lá bài đấy, chính là bạn hãy xem xét lại xem bạn có cái gì cần phải release không, cần phải giải phóng hay không. Và rõ ràng rồi, thứ bạn cần giải phóng chính là sự tiêu cực, chính là sự buồn bã này. Mình thấy rằng là bên ngoài bạn tỏ ra khá ổn, tuyệt vời, mọi thứ tuyệt cả là vời. Nhưng bạn chỉ đang che giấu một cái nội tâm, một cái điều gì đó mà nó tiêu cực đến từ chính bên trong của các bạn thôi. Mà có thể là không phải lúc nào cái tiêu cực đấy của bạn nó cũng trồi lên đâu. Thi thoảng nó trồi lên mà đôi khi bạn không bắt được nó. Nó cứ như là chơi trốn tìm ấy, bạn không biết nó là cái gì, bạn không biết tại sao mình lo lắng như thế. Đó, thì bạn cần phải chậm lại, nhìn nhận nó, giống như là làm bạn với cái nỗi sợ hãi đó. Mình không quá rõ nó là cái gì. Sợ đào ra thì nó lại hơi nhiều vấn đề. Thế nào mình muốn xem chín kiếm ở đây là cái gì nào. Đây, các bạn có lá này này. Tức là cái cảm xúc ấy, thực sự của bạn ấy, nó được bị đeo mặt nạ. Cho nên là bên ngoài bạn tỏ ra là tuyệt vời,
này khác, yêu thương trân trọng bản thân, nhưng bên trong của bạn cũng vẫn còn những cái nỗi buồn nào đó. Nhưng mình tin rằng là các bạn sắp tới đây các bạn sẽ really được thôi. Mình thấy là nó cũng không còn quá nhiều nữa đâu. Nó sắp chạm đáy mọi thứ rồi. Và khi mà đã ở dưới đáy thì có đường duy nhất chính là đường lên. Mình thấy có thể bạn chưa có, tức là trong bề ngoài của bạn ấy, mọi thứ bạn thể hiện ra bên ngoài ấy, có thể rằng là mọi người nghĩ rằng bạn đã tiến lên phía trước, bạn đã phát triển hơn rất là nhiều rồi. Nhưng bên trong của bạn ấy còn một vài cái lấn cấn, lưu luyến, tiếc nuối nào đó. Cho nên ở đây mới có một cái lá bài nói về việc đấy, chính là hãy tiến lên phía trước. Hãy rời khỏi những cái thứ nó không phù hợp với bạn, mà phía trước đang đợi bạn là một cái rực, cực kỳ là rực rỡ, tuyệt vời luôn ý. Này, đang đợi bạn đấy. Rồi, mình muốn đào xem là các bạn đang có cái vấn đề gì ở đây. Wow, các bạn còn dead. Có thể là các bạn còn buồn vì một cái kết thúc nào đó đã diễn ra trong quá khứ, các bạn còn có cái sự tiếc nuối ở đây. Nhưng mà các bạn thấy không, các bạn có 9 xu, 9 kiếm là hai lá số 9. Mà số 9 trong thời số học á cũng biểu hiện cho cái việc đấy, chính là các bạn đang hoàn thành một cái chu kỳ nào đó, đang hoàn thành một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống của các bạn. Và các bạn sắp hoàn thành một cái chu kỳ rồi, để chuẩn bị nhảy sang một cái chu kỳ mới ở đây rồi. Bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được cái sự chuyển hóa trong chính cuộc sống của bản thân các bạn. The Hermit, mình thấy rằng là các bạn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng mà bên trong của bạn thì cảm thấy khá cô đơn. Các bạn tỏ ra độc lập, tự do, hạnh phúc ở bên ngoài đấy, nhưng mà bên trong trái tim của bạn sâu thẳm trong nó nha, đôi khi các bạn cảm thấy là mình cô đơn, có một mình đi trên cái con đường này thôi. Đó, và một mình bạn vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực này thôi. Bạn không thể chia sẻ với ai cả. Và đó là lý do vì sao bạn chọn giấu đi. Chỉ là em giấu đi. Bạn có thể là trong cái khoảng thời gian tiêu cực đó, bạn cũng tìm ra thấy được rất là nhiều điều mà mình đã đánh mất. Đó là con người của mình, đó là tình yêu thương với chính bản thân của mình. Thế nhưng mà như mình nói rằng là nó vẫn còn đang là dư âm, nó vẫn đang là một cái tàn dư của một cái nỗi đau cũ nào đó. Các bạn có thể là chưa chấp nhận. Các bạn có The Lover. Có thể là liên quan đến một cái mối quan hệ nào đó. Hai người có thể là rất là yêu thương nhau, quý mến nhau. Mình không nói là yêu đương hay là gì đó nha, tùy thôi, tùy trường hợp của mỗi người thôi. Nhưng mà các bạn biết không, The Sun đang đợi các bạn ở phía trước. Những điều tuyệt vời hơn nó đang chờ các bạn tiến đến để khám phá đây này. Đó, dường như là trái đất đang thay đổi, mọi thứ đang thay đổi, và chính bạn cũng sẽ thay đổi để phù hợp với cái tần số mới của trái đất, để phù hợp với những cái thay đổi của thời thế, thì bạn cũng sẽ có cái sự thay đổi ở đây. Bảy kiếm lần nữa, có thể là bạn bị phản bội. 9 kiếm, có lẽ là cái nỗi, không có nỗi đau nào là một trong những cái nỗi đau mà nó kinh khủng bằng cái nỗi đau bị phản bội ở đây. Các bạn có 10 kiếm thì mình thấy rằng là bạn cũng đang đi đến những cái giai đoạn cuối của cái nỗi đau này rồi. Bạn sẽ học cách để really nó hoàn toàn, giải phóng nó hoàn toàn. Mình thấy rằng giữa hai người tưởng chừng như là sinh ra là để dành cho nhau đấy. Các bạn tưởng chừng là như thế luôn đấy. Thế nhưng mà đến cuối cùng mọi thứ nó không đi theo cái hướng mà cả hai người mong muốn. Bản thân bạn cũng cảm thấy rất là đau khổ khi mà phải kết thúc cái trường hợp đó, cái câu chuyện đó. Nhưng mà mình thấy rằng là có thể trong mắt của mọi người, hai người giống như một cặp bài trùng vậy. Có thể là yêu đương, có thể là kiểu tri kỷ bạn bè. Mà mình thấy bạn cũng là một người rất là mạnh mẽ. Bạn mạnh mẽ lắm. Cho nên là có lẽ là kể cả bạn có đau đớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, bạn cũng không bao giờ bạn thể hiện ra mấy. Ít lắm. Bạn vẫn cố gắng cố giữ được cho bản thân của mình cái sự bình tĩnh ở bên ngoài. Mặc dù là bên trong có thể là vỡ nát, vỡ vụn rồi, nhưng mà bạn đang nhận được rất là nhiều lời cổ vũ, động viên đến từ những cái người xung quanh. Wow, winter end. Cái mùa đông của bạn nó sắp đi đến hồi kết rồi, nó sắp kết thúc rồi. Nó sẽ trả lại cho bạn mùa xuân mà thôi. Đấy, mình thấy, mình cảm nhận nguồn năng lượng sai đâu. Winter end này, regeneration, rebirth này, tức là sẽ có cái sự tái sinh ở đây. Tái sinh là bạn sẽ sinh ra làm con người mới. Cuộc đời của bạn sẽ bước sang một trang mới, sẽ có những cái bước ngoặt mới được đến với bạn. Và như mình nói rằng là nó chỉ đường cho bạn, rằng là vũ trụ có chỉ đường cho bạn, thông điệp có chỉ đường cho bạn, đấy chính là hãy chọn những cái điều mà nó
khác biệt đi so với trước đây, thậm chí là mạo hiểm, thậm chí là mang cái tính chất là chưa bao giờ bạn từng làm, thì hãy chọn nó. Bởi vì nó sẽ dẫn bạn đến những cái điều mà kết quả không tưởng được đâu. Hãy biết rằng những cái thứ đó đã qua ấy, nó là một cái, cho dù đó là công việc hay bất kỳ mối quan hệ nào đó của bạn, nó là một cái hidden gift, tức là một cái món quà được ẩn sau, đằng sau những cái điều buồn bã, tồi tệ. Mặc dù có kết thúc nhưng mà cũng sẽ có bắt đầu. Và các bạn phải hiểu rằng là cuộc sống chính là như vậy, sẽ có cái điều này kết thúc để nó đưa đẩy những cái sự thay đổi khác đến với chúng ta. Đó, có thể là bạn sẽ còn có nhiều trải nghiệm hơn nữa trong trên đường đời của các bạn, nhờ vào cái mối quan hệ này, nhờ vào sự tác động của cái câu chuyện kết thúc này. Một món quà được ẩn giấu đấy. Mà nó đã ẩn giấu rồi thì đâu nó có giống bình thường đâu. Và mình thấy rằng là bạn sẽ học cách để có thể giải phóng được chính bản thân của mình khỏi bất kỳ cái gì đấy nó muốn ràng buộc. The message. Các bạn có hai cái lá bài này đều hứa hẹn với các bạn nha. Mà mình cũng đã hứa hẹn với các bạn ngay từ đầu rồi là gì nhở? Các bạn sẽ có một cái kết quả rất là tích cực, lạc quan ở đây. Sắp tới có thể sẽ có tin tức rất là lạc quan, một cái kết quả cực kỳ là tuyệt vời đến với bạn ở trong thời điểm tiếp theo. Tuyệt cả là vời. Bị nhiễm TikTok cho nên là tuyệt cả là vời. Một lá cuối cùng cho các bạn là hãy lắng nghe trực giác của bản thân. Wow. There's something better. Có nhiều sự lựa chọn mới tốt hơn đang chờ các bạn ở phía trước. Mình hy vọng là bạn có thể vững bước nha. Mình thấy là các bạn chỉ thiếu thêm 1-2 bước nữa thôi là các bạn đã vượt qua được rồi đấy. Cho nên là hãy mạnh dạn lên, tiến lên phía trước. Liều thì ăn nhiều mà, tầm này là liều đi, chứ còn chờ đợi gì nữa. Rồi, chúng ta đến với tụ bài. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đây á, đó là thông điệp chỉ đường dành cho bạn. Cũng là một cái thông điệp rất là rõ ràng. Không phải rút quá thêm nhiều bài nhưng mình đã đọc ra được cái tình huống đây rồi. Thứ nhất là mình thấy các bạn đang phân vân trong một cái gì đó, bạn đang chờ đợi trong một cái câu chuyện nào đó, tình huống nào đó của bạn đúng không? Và mình thấy cái tình huống này của bạn nó có thể liên quan đến sự di chuyển ở đây. Một, ra nước ngoài du học làm việc. Hai là chuyển đến một cái nơi khác nào đó. Mình thấy đại loại sẽ có đi lại ở đây, có đi lại ở đây, thậm chí đi xa ở đây. Và các bạn đang rất là phân vân, không biết là mình có nên làm điều đó hay không. Các bạn không biết là mình có nên chọn cái thứ đó hay không. Thì ở đây mình thấy thứ nhất có một cái vấn đề như sau. Đấy chính là, thứ nhất là bạn làm gì á, bạn nên cẩn trọng một chút. Cẩn trọng ở đây á, mình thấy cái sự cẩn trọng của bạn là bạn đang phân vân này này, bạn đang suy nghĩ, suy xét này thì là tốt. Nhưng tuy nhiên mình thấy rằng là bạn cần phải đề phòng với những cái người xung quanh trong cuộc sống của bạn nữa. Ở đây có lá bài đấy chính là hãy cẩn thận với một ai đó mà bạn đang tin tưởng, mà bạn đang tin tưởng vào họ. Thì bạn phải để ý, bởi vì cái người này họ thấy rằng là cái cơ hội trước mắt bạn là một cơ hội tốt, cho nên họ có thể là gàn bạn, khuyên bạn, cản bạn chỉ để phù hợp với cái mục đích bên trong họ là họ không muốn bạn phát triển hơn thôi. Đó, hoặc họ sẽ tạo thêm cho bạn rất là nhiều những cái obstacle, những cái chướng ngại vật ở đây. Và cái việc của bạn đấy chính là thời điểm tiếp theo bạn cần phải vượt qua được những cái khó khăn này. Hoặc là chính bạn cũng đang suy nghĩ về những cái khó khăn sẽ diễn ra khi bạn thực hiện cái sự thay đổi này. Có thể các bạn thay đổi công việc, mình thấy có đi lại ở đây. Hoặc là chuyển đến một cái nơi khác, đi rất là xa, đi biển, đi tàu, đi đâu đó, mình không biết nữa. Nhưng mà mình thấy rằng là bạn lo lắng trước những cái chướng ngại vật có thể sẽ diễn ra trên đường đi, trên cái thời điểm mà các bạn có cái sự thay đổi đó. Nhưng mà yên tâm, hãy yên tâm nhé. Bởi vì bạn sẽ có thể vượt qua được những cái chướng ngại vật này. Các bạn nhìn thấy tảng đá đây không? Đó, bị thanh kiếm này ram đâm xuyên qua ở đây. Nó biểu hiện cho cái việc đấy chính là không có gì có thể khuất phục các bạn được. Bạn sẽ vượt qua được hết tất cả những cái chướng ngại vật trước mắt các bạn ở đây. Và hãy biết rằng ấy, cái sự thay đổi thì luôn tốt. Và cái sự thay đổi này nó đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Các bạn đồng thời cũng có action đây. Thì mình thấy rằng là lá bài đang khuyên các bạn hành động đi, chọn lựa đi, hành động đi, tiến đến đi, tới đi, rồi tới luôn đi. Đừng ngần ngại nữa, đừng lùi lại nữa, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Hãy tiến lên phía trước và hãy nắm bắt lấy cái cơ hội đó. Cơ hội đó có thể có 1-2 đấy. Lâu lâu ngàn năm có một đó. Cho nên là các bạn đừng có bỏ lỡ nó. Đừng có để cho những cái người xung quanh nào đó mà, như mình nói rằng là những người xung quanh tốt thì mình không nói, nhưng có những người mà họ đang chỉ muốn làm bạn trồi sụt tinh thần, ý chí, bởi vì họ ghen tị, họ đố kỵ với bạn. Thì bạn phải tỉnh táo trong những cái tình huống đó để bạn biết nhận biết được rằng là đâu là lời khuyên thực sự và đâu là cái mưu đồ, ý đồ của người khác nha. Ở đây có rất nhiều tín hiệu báo cho các bạn là các bạn bật đi, tiến lên phía trước đi, phi ngựa đi.
Và mình thấy rằng là các bạn lo lắng, có một nỗi lo lắng nào đó ở đây, nó cứ thường trực bên trong bạn vì các bạn đang thiếu niềm tin với chính mình và thiếu niềm tin về cái con đường sắp tới bạn đi. Nhưng ở đây hãy tin tưởng nhiều hơn. Cái câu chuyện này cũng là một bước ngoặt, một cái sự chuyển hóa rất là lớn đối với cuộc sống của các bạn. Thứ nhất là về con người của các bạn luôn, con người của bạn, hành trình của các bạn. Và cái con đường này ấy, nó cũng đem đến cho bạn rất là nhiều cái sự nguồn lợi về mặt tiền bạc tài chính ở đây. Các bạn nhìn thấy money không? Là rất là nhiều tiền ở đây rồi, tiền bạc tài chính rồi. Và các bạn biết không, các bạn có cái sức mạnh có thể nâng được cả thế giới cơ mà. Bạn có sức mạnh, nhìn thấy cái bàn tay này, hai bàn tay này nâng nâng trái đất lên này, này. Nó biểu trưng cho cái sức mạnh của bạn, nỗ lực đến từ bên trong của bạn rất là mạnh mẽ. Bạn có khả năng để làm được những cái điều mà các bạn dự định mong muốn. Còn mình thấy các bạn đang chần chừ thôi, đang lo lắng thôi. Mình nghĩ là cái cảm xúc này nó là chuyện bình thường. Nếu như bản thân mình đi, mình cũng sẽ có cảm xúc như thế. Mình cũng lo lắng, sợ hãi như thế. Thậm chí là mình khóc lóc cơ các bạn ạ. Nhưng mà khóc xong bắt đầu lau nước mắt rồi thì mình sẽ phải nhìn mọi thứ ở một cái góc độ rộng lớn hơn. Cho nên mình khuyên bạn hãy chỉ đường, tụ này chỉ đường, không phải mình khuyên mà là tụ này nó chỉ đường cho các bạn, đấy chính là hãy chấp nhận sự thay đổi này, hãy đón nhận nó. Giống như con diều đón gió ấy, càng đón được nhiều gió thì nó lên càng cao. Thì các bạn cũng như vậy thôi, và mình thấy sắp tới các bạn sẽ đưa ra cái quyết định cho chính bản thân của bạn để bắt đầu một cái khởi đầu mới ở đây. Thật ra mình nghĩ là bạn có quyết định cho bản thân của bạn rồi, nhưng mà chỉ còn, tức là khoảng tầm các bạn có 80% quyết định là chấp nhận cái cơ hội này rồi, nhưng còn 20% còn lại là còn lấn cấn một cái gì đó thôi. Nhưng mà mình thấy rằng là cái phần trăm lấn cấn đấy của bạn nó rất là ít, bởi vì mình thấy rằng là bạn có một cái sự trưởng thành trong mặt suy nghĩ logic của bạn, về phân tích mọi thứ của bạn, là mình thấy đôi khi bạn sắc bén lắm rồi. Mình không phải nói gì quá nhiều thêm, nhưng mà giống như trải bài này nó chỉ đang giúp các bạn để nâng cái 80% đấy lên 95% hoặc 99% thôi. Cho nên nhiều khi cứ bảo chỉ đường nhưng các bạn biết đường rồi đấy. Mình thấy là có một vài những cái sự phản đối hoặc là những cái không được suôn cho lắm ở cái thời điểm này, có chướng ngại vật đấy. Thế nhưng bạn sẽ vượt qua nó thôi để lèo lái con thuyền của mình đến với cái vùng nước của bình yên. Các bạn nhìn thấy hai cái người này là đang đâu? Đây là ba người nhá. Đây là ba người nhá các bạn ơi. Có một đứa bé ở đây, là họ đang chèo thuyền để đi đến với một cái tương lai tốt đẹp hơn, để vượt qua những cái gì đấy đó thuộc về với cái quá khứ rồi. Hành trình của họ đang phát triển về phía trước này. Các bạn nhìn thấy là ở đây phía xa xa như một cái tòa lâu đài á, giống một cái tòa lâu đài. Đây là tương lai, đây là tương lai của ba cái người này và của chính bạn luôn. Thế là hãy đưa ra cái quyết định đúng đắn cho bản thân, chấp nhận cái sự thay đổi này. Tụ bài số 3 nào. Thông điệp dành cho tụ bài số 3, mình có thể nói với các bạn rằng là chắc chắn trên đường bạn đi ấy, bạn sẽ gặp chướng ngại vật, bạn sẽ gặp khó khăn. Không có chuyện là nó sẽ là cái con đường hoa hồng đâu, mặc dù con đường đó là con đường vũ trụ có định cho bạn, có hướng cho bạn đi theo con đường đó. Thế nhưng mà chắc chắn nó sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà bạn phải vững lòng lên, bạn phải vững niềm tin lên là mình, là bản thân bạn sẽ giải quyết được. Ở đây cũng có lá bài bánh xe số phận, thì cái sự may mắn nó sẽ đứng về phía của các bạn. Và mọi thứ nó đang cần phải tiến lên phía trước rồi, bạn không thể kéo mọi thứ về phía sau được nữa đâu. Mình thấy là bạn có nuối tiếc những thứ mà bạn sẽ đi và bỏ lại. Bạn đi đâu đó hay là bạn dự định với cái dự định của bạn ấy, thì bạn hối tiếc, bạn luyến tiếc những thứ đó đã qua, liên tiếp những cái môi trường hoặc là những cái mối quan hệ cũ của bạn. Mình lấy như ví dụ như các bạn chuyển việc đi thì các bạn rất là tiếc những cái team đó, cái môi trường làm việc đó. Thế nhưng mà các bạn không đi thì các bạn sẽ không thể phát triển được. Mà đây là những cái cơ hội tốt cho chính bản thân của bạn. Cuộc sống mà. The Star. Và mình thấy là cái hướng đi này của bạn ấy, nó đem đến cho bạn về mặt tiền bạc tài chính rất là dồi dào, không phải lo lắng rồi. Các bạn bộc lộ được cái sức mạnh bên trong bản thân của bạn. Bạn được là chính cái con người bạn. Và đồng thời nó cũng là cái con đường ấy, nó đem đến cho bạn kiểu nó hiện thực hóa cái giấc mơ mà bấy lâu nay bạn luôn mong muốn. Tuyệt vời quá rồi. Một tín hiệu rất là tích cực các bạn ạ. Tẹt cả là vời. Tụ số 3. Wow.
Yên tâm đi, trời ơi, đang có một cái lời an ủi cho các bạn, một cái lời cam kết rất chắc chắn cho bạn, đấy chính là hãy cứ tiếp tục với cái dự định này đi, bạn và những người bạn yêu thương sẽ được an toàn. Mình còn nhớ là cái lá bài này nó có một cái kỷ niệm rất là hay với mình, và mình có chia sẻ với các bạn luôn là cái thời điểm đó là cả nhà mình bị mắc Covid, cả nhà bị mắc Covid và mình rất là lo lắng cho mọi người. Có mỗi mình là bị không bị mắc thôi, bị mắc ở thời điểm đó thôi. Và mình rất là lo lắng cho mọi người là không biết là có ổn không, liệu mọi thứ nó có thể bình thường trở lại được hay không. Thì mình có hỏi và mình rút được cái lá bài này, bạn và những người bạn yêu thương được an toàn. Trời ơi, và mình thở phào nhẹ nhõm luôn. Thì mình ngày hôm nay mình cũng đem đến cái sự thở phào nhẹ nhõm này cho các bạn. Và cứ yên tâm đi với cái thứ mà bạn theo đuổi, mục tiêu của bạn đi. Chắc chắn là bạn và những người bạn yêu thương sẽ vẫn được an toàn. Hãy giữ vững cái tầm nhìn của bạn. Cái sự điều chỉnh ở đây là cần thiết, có nghĩa là cuộc sống nó cần phải có cái sự điều chỉnh như thế. Wow, hãy tin vào những cái điều không thể, bạn sẽ làm được những điều không tưởng đấy. Are good enough, bạn thực sự đủ tốt và bạn đang rất là gần một cái chiến thắng nào đó rồi. Tụi này ấy thế nhỉ, đáng yêu ấy nhỉ. Rồi, tụ bài số, thông điệp dành cho tụ bài số 3. Một cái thông điệp cuối cùng từ cái bộ bài này nhá. The Love From You. Tụ bài số 3. Mình đang đợi bộ bài mới về nhập hộp cho mọi người đấy. Lâu lắm rồi mới tìm được cái bộ bài ưng ý. Rồi. Đây là thời điểm để bạn áp dụng những cái thứ mà các bạn đã học được. Hay nhỉ? You are Bạn sẽ được rất là yêu, sẽ đang được yêu mến và sẽ rất được yêu mến trong cái thời điểm tiếp theo. Có lẽ bạn không biết được con đường này sẽ dẫn bạn đi đến đâu. Có thể bây giờ bạn chưa biết nhưng rồi bạn sẽ biết mà thôi. Mình không loại trừ khả năng đấy cũng có thể là tình yêu của các bạn nhé. Tức là các bạn yêu nhau nhưng mà ở xa và các bạn đang phải có suy nghĩ đến cái việc đấy chính là tiến đến với cái người đó hay không, đi đến với cái người đó hay không, gặp gỡ họ hay không. Thì cho dù đó ở trong cái trường hợp nào đi chăng nữa thì mình cũng truyền tải thông điệp đến cho các bạn là như vậy, mọi thứ sẽ tốt. Một lá cuối cùng. Đây, bộ này đi. In the near future, trong tương lai rất là gần thôi. Trong tương lai gần thôi, trong vòng vài tuần tới mọi thứ sẽ có thay đổi. Thành công sẽ đến với bạn. You are ready, hãy sẵn sàng đi. Hành động đi. Mình thấy ban đầu bạn 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 chần chừ đấy, và thậm chí bạn muốn từ chối cái cơ hội này đó. Nhưng mà sau đó mọi thứ nó lại quay xe, bởi vì bạn cảm thấy nếu như bạn không thực hiện nó bạn sẽ hối hận. Rồi, đó là tụ bài số 3 nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.